Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền Người Miền Tây nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn, đó là món thịt heo kho rượu. Mình sẽ kho theo cách của người miền Tây nha mọi người. Ở đây mình mua 1 kg thịt ba rọi nha mọi người. Mọi người nhìn miếng thịt của mình ngon không nè. Đây, miếng thịt ba rọi rất là ngon ha. Thì khi mình kho rượu á mọi người, theo mình á thì thịt ba rọi là ngon nhất nha. Tại vì khi kho xong á cái miếng thịt của mình nó mềm ha, nó mỡ và thịt nó lộn xộn như vậy nè mọi người, nó miếng thịt nó mềm, nó không có bị cứng như là mình kho thịt đùi hoặc thịt nạc á. Thịt đùi á mình kho xong á mọi người thì cái miếng thịt á nó sẽ rất là cứng nha, nó không có được mềm như là mình kho thịt ba rọi nha. Cho nên là mình chọn là thịt ba rọi. Đó là theo cái sở thích của mình nha. Ở đây mình có 10 hột vịt lộn và 20 trứng cút. Và ở đây mình có 2 trái ớt, chanh, 1 trái chanh. Chanh nhưng mình không sử dụng hết một trái đâu. Và 1 củ tỏi nha mọi người. Thì ớt này là ớt không cay nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt thịt ra và mình sẽ đi đâm ớt. Và mình sẽ đâm ớt với củ tỏi này nha. Mọi người ơi, bây giờ thì thịt sau khi sắc xong nha, mình sẽ đem lên bếp và mình trụn sơ cho thịt nó săn lại như vậy nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, cục thịt mình nó săn lại như vậy là mình tắt bếp được rồi đó. Mọi người ơi, bây giờ thịt đó, sau khi mình đã sắc ra và mình đã trụn sơ rồi ha mọi người, thì bây giờ mình ướp nha. Đây là 2 trái ớt và 1 củ tỏi mình đã đâm ra rồi ha. Bây giờ mình sẽ để hết vào đây. Mọi người nhớ sử dụng ớt không cay nha mọi người. Tại vì mình sử dụng cái món này mình phải sử dụng ớt nhiều á mọi người, để cho cái màu thịt của mình nó đẹp á, mình lấy cái màu ớt nha. Ở đây mình có 1.5 muỗng, 1.5 muỗng ăn canh muối hạt nha mọi người. Mọi người ướp muối hạt giùm mình nha. Và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Và ở đây mình có 200g đường cát. Nếu mọi người không ăn ngọt nhiều á thì mình ướp khoảng 100 hoặc 150g thôi nha. Mình ướp như thế này á là khi mình kho xong á mọi người là có thể mình sẽ không có thêm đường nữa đó. Và mình sẽ cho 1/3 quả chanh vào nha mọi người. Theo đúng ra món này mình phải có cam sành đó mọi người, thì khoảng nửa trái, 1 kg lô thịt đó thì khoảng nửa trái cam sành ha. Nhưng mà hôm nay á mình không có mua được cam sành cho nên là mình sử dụng chanh, và mình chỉ sử dụng là 1/3 của quả chanh thôi, một miếng chanh thôi, để cho nó giữ được cái màu thịt của mình cho nó đẹp. Nhưng mà nếu mình có cam sành đó, thì cam sành nó sẽ đẹp hơn mọi người. Cam sành nó sẽ đẹp hơn là chanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái thịt này ở đây và mình để khoảng 5 tiếng, 6 tiếng gì cũng được. Mọi người để luôn tới chiều càng tốt. Tại cái món này của mình á, mình ướp càng lâu thì mình kho nó càng ngon mọi người. Cho nên là, nhưng mà bây giờ mình ướp ha, mình ướp tới khoảng 1-2 giờ gì đó mình sẽ đi kho. Thì tới lúc mình ăn cơm chiều là vừa luôn đó mọi người. Thì mình ướp đây khoảng 2 giờ mình sẽ đi nhúm lửa để mình kho. Rồi, mình sẽ để kho thịt mình ở đây ha. Mọi người ơi, bây giờ mình bắt đầu mình kho thịt nha mọi người. Thì hôm nay với cái món thịt kho này thì mình phải sử dụng bếp củi nha mọi người nha. Đặc biệt với cái món này thì mình phải dùng bếp củi thì nó mới ngon nha mọi người. Còn mọi người kho bằng bếp ga thì nó không ngon đâu. Đó là một cái
điều gì đó rất đặc biệt mà mình không giải thích được nha. Ở đây mình có 2 lít rưỡi nước lọc nha mọi người. Và ở đây mình có 2/3 chén nước mắm. Thì ở nhà mọi người á, mình sử dụng nước mắm loại gì thì mình cứ xài loại đó thôi. Và ở đây mình có một trái dừa nha mọi người, một trái dừa tươi. Và mọi người nhớ chọn giùm mình á, cái trái dừa mà nó có cái như vậy nha mọi người. Những cái trái dừa mà nó có cái như vậy nè mọi người, thì cái nước dừa nó mới ngọt. Và mình kho thịt đó mọi người, thì cái nồi thịt của mình nó mới có màu đẹp và nó mới ngon nha mọi người. Còn với cái món thịt kho này á, đặc biệt mọi người không nên sử dụng nước dừa mà cái loại dừa nó còn non nha mọi người. Bởi vì nếu mọi người sử dụng dừa non á, nó sẽ làm cho cái nước thịt của mình kho xong, cái thứ nhất cái màu không đẹp, cái thứ hai là cái nước thịt của mình nó sẽ bị chua, nó sẽ không ngon mọi người ơi. Cho nên mọi người lưu ý giùm mình nha. Với 1 ký thịt thì mình sẽ kho chỉ một trái dừa thôi mọi người. Thì tại trái dừa của mình nó lớn ha, thì mình sử dụng một trái. Còn nếu mà mọi người không có dừa lớn mà dừa nó hơi nhỏ thì mọi người sử dụng giùm mình 2 trái hoặc 1 trái rưỡi thôi nha. Đừng sử dụng nhiều quá. Sử dụng nhiều dừa quá thì cái nồi thịt của mình bị đen. Xin lỗi mọi người nha, hôm nay sao mình cái cổ mình nó bị gắt á mọi người, cho nên mình nói chuyện nó không có được bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho cái nồi nước của mình sôi lên ha, rồi mình mới bỏ thịt vào nha. Mọi người ơi, cái thao thịt của mình á, sau khi mình ướp á 6 tiếng đồng hồ rồi đó mọi người. Lúc mình ướp tới bây giờ là 6 tiếng đồng hồ á, mọi người thấy ha. Thịt heo của mình á, cái mỡ heo nó đã trong trong rồi mọi người thấy không? Ha, cái mỡ heo nó cũng đã trong luôn rồi nè mọi người. Ha. Mọi người thấy miếng thịt heo rất là ngon không? Đó, nó trong rồi mọi người ha. Đây, mình sẽ lật cho mọi người xem nha. Đó, cái mỡ heo nó trong luôn á mọi người. Đó, mọi người cứ ướp như vậy ha là nó sẽ rất là ngon luôn. Này mọi người thấy cái nước không? Đó. Cái miếng mỡ heo mình bây giờ là nó đã trong vắt luôn rồi đó. Cho nên khi mà mình kho xong á, cái miếng mỡ của mình nó sẽ rất là trong và nó không có còn đục nha. Rồi. Mọi người thấy cái thao thịt của mình hấp dẫn không nè? Nè, hấp dẫn quá ha. Đó. Mình tưởng tượng là lúc này mà mình lấy một cục mình xắt ăn được luôn á mọi người, nó ngon ha. Rồi. Bây giờ cái nồi nước của mình đã sôi rồi. Sôi rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ để thịt vào nha. 1 kg mọi người, mình sắt chỉ được có 6 cục thịt thôi. Nhưng mà mọi người thấy mình kho với cái lượng nước nhiều phải không? Tại vì mọi người biết sao không? Mình kho trong thời gian khoảng 4-5 tiếng đồng hồ lận mọi người. Cho nên á, mọi người thấy nước nhiều vậy đó. Chứ mình kho xong là vừa đó mọi người. Mọi người ơi, bây giờ cái nồi thịt của mình nó đã sôi lên rồi. Và mình sẽ hớt bọt nha. Mình hớt bọt mình khéo khéo mình à, chừa mấy cái ớt và tỏi của mình lại nha mọi người. Mọi người đừng có hớt tỏi và ớt đi nha mọi người. Mình phải để cho nó giữ cái màu quá mọi người. Mình chỉ khéo léo mình hớt bỏ cái bọt thôi ha. Mọi người thấy cái nồi thịt của mình nó rất là trong không? Nó trong veo luôn á. Và do mình để có nước mắm á mọi người, cho nên mọi người thấy cái màu nó hơi hồng hồng ha. Đó, cái nồi nước trong veo luôn mọi người ơi. Và mọi người cứ kho và mình cứ lâu lâu mình ra mình thăm chừng cái nồi thịt của mình ha. Hễ mà mình thấy nó có bọt á là mình hớt liền nha mọi người. Mình đừng có mình nếu mình không hớt á thì cái nồi thịt của mình cái nước nó sẽ không trong. Và bây giờ mình sẽ thả trứng vịt vào trước nha mọi người.
Nếu mọi người không thích ăn cái trứng vịt mà thả sớm, mình thả như vậy thì mình kho xong cái trứng vịt nó sẽ rất là thấm và nó sẽ có một cái màu đỏ sậm á mọi người. Nếu mà mọi người không thích ăn cái hột vịt mà nó bị cứng như vậy thì mình kho khoảng 2 tiếng đi rồi mình ha bỏ trứng vào nha. Còn do cái trứng cút nó nhỏ mọi người cho nên mình sẽ để vào sau ha. Rồi mọi cứ cứ như vậy đi, rồi mình canh hễ có bọt thì mình hớt nha mọi người. Và mọi người lưu ý giùm mình là khi nồi thịt đã sôi lên rồi ha thì mình phải giảm cái lửa lại nha mọi người. Mình chụm riu riu thôi, mình đừng có chụm mà cho cái lửa nó cháy quá nha mọi người. Nếu mà mọi người để lửa nhiều quá thì cái nồi thịt của mình nó sẽ nước nó mau cạn và thịt của mình không ngon. Cho nên là mọi người chỉ để lửa riu riu vậy thôi giùm mình nha. Đó. Nó chỉ cháy riu riu vậy thôi, tại mình kho trong vòng 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ lận mọi người. Nếu mọi người chụm mà lửa cháy quá lớn á thì nước sẽ mau cạn. Chụm lửa lớn trong vòng 1 tiếng là nước sẽ cạn hết đó mọi người và thịt của mình sẽ không ngon nha. Mình cứ để riu riu như vậy cho nó thấm từ từ ha. Chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái phong cảnh phía sau nhà của mình nha mọi người nha. Đây, phía sau mình đứng là cây táo. Cây táo này ông xã mình trồng được 1 năm rưỡi rồi mọi người. Và bây giờ nó đang ra bông nè mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem nha. Bông mọi người ơi, rất là nhiều bông luôn. Trong những video trước đó thì mình cũng có quay cho mọi người xem ha. Đây, cũng có một số trái rồi nè mọi người. Thấy trái nữa không? À, nó cũng có một số trái ha. Không biết mọi người thấy không ta? À, nó cũng khá lớn đó mọi người. Đây và có một cây quế đây, cây quế thân yêu của mình nè mọi người. Đây, đây là cái thân cây nha. À, ông xã mình ổng dùng cây á, ổng cõi nó nè mọi người. Đó, cái gốc của nó đó mọi người. Đó, cái táo này chỉ mới được 5 rưỡi thôi nha mọi người. À, đến Tết này thì nó mới được 2 năm ha. Gió quá chừng mọi người ơi, phía sau nhà mình nó gió mát lắm. Nè mọi người thấy không? Cái tàn của nó không? Cái tàn của nó rất là lớn luôn ha. Ông xã mình chặt bớt rồi, mọi người thấy không? Ông xã mình cưa bỏ bớt rồi đó mọi người. Chứ nếu không cưa mình nghĩ là nó còn lớn lắm, tại ông xã mình sợ là để cái tàn nó lớn quá cái cây nó bị chết tóc hả mọi người. Nồi thịt của mình nè mọi người. À, tới giờ này á mọi người mà nó chỉ mới có được như vậy thôi nha. Mình xoay cái camera lại nha mọi người nha. Xoay cái camera lại. Trời đang mưa lâm râm mọi người ơi. Cái nồi thịt mình đang kho luôn. Đây, đây là cái vườn mai của ông xã mình. À, cái vườn mai của ông đây. Đây mọi người thấy không? À, có một cái dây dưa gang nha mọi người. Cái dưa gang ở dưới cái gốc táo nè. À, cái tiếp của mình đây. Đây.
cái bếp của mình đây, cái nồi thịt của mình bây giờ nó được như vậy rồi nè mọi người, nó mới có sắc xuống phần lửa thôi mọi người ơi, nó còn rất là nhiều nước. À, mình nghĩ khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mọi người, thì từ lúc kho tới giờ cũng được khoảng 2 tiếng rồi ha. Mưa rồi mọi người ơi, cái nồi thịt của mình nó bị mắc mưa rồi, mưa lớn luôn á, không ngờ là mưa lớn luôn á mọi người. Mọi người ơi, cái nồi thịt của mình sau khi kho khoảng 5 tiếng đồng hồ đó mọi người, thì bây giờ cái nồi thịt của mình đã xong rồi nha. Mọi người nhìn thấy cái nồi thịt kho của mình ngon không nè, cái màu rất là đẹp luôn ha. Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền người miền Tây nha. Thì mình đã chia sẻ cho mọi người cách làm món thịt heo kho rượu của người miền Tây mình rồi ha mọi người ha. Thì mọi người nhìn cái đĩa thịt heo, cái mâm thịt heo kho rượu của mình á, mọi người thấy nó ngon không nè, nó rất là ngon luôn ha mọi người ha. Khi mình kho xong á, cái mỡ của miếng thịt heo của mình á, nó trong veo luôn á mọi người, nó không có còn đục nha, nó trong vắt luôn á mọi người, à, mọi người thấy không, nó trong thiệt là trong luôn ha. Và cái màu nó rất là đẹp nha, làm mình kho xong á thì khi mà nó sắc xuống á thì nó sẽ có cái màu tự nhiên luôn, chứ mình hoàn toàn mình không có để một bất kỳ một cái màu thực phẩm hay là cái màu gì khác nữa nha mọi người. Thì mình chỉ kho xong rồi mình nêm nếm vừa ăn là mình nhắc xuống. Và cái nồi thịt của mình kho khoảng 5 tiếng đồng hồ đó mọi người. Thôi, bây giờ món ăn của mình thì cũng đã hoàn thành rồi. Ở đây mình có một cái dĩa rau, một dĩa rau khổng lồ mọi người ơi. Dĩa rau của mình gồm có cải xà lách, dưa leo, cà chua, dưa cải chua này lúc sáng mình mua về á mọi người. Rồi sau đó mình rửa sạch xong mình sắc ra rồi mình trộn tỏi, ớt, đường, một chút xíu bột ngọt. Và mình đã để trong tủ lạnh từ sáng tới chiều, thì cái dưa cải chua của mình bây giờ nó thấm rất là ngon và nó rất là giòn nha mọi người. Còn ở đây là dưa kiệu nha mọi người, keo dưa kiệu thần thánh của mình mọi người ơi, ăn hoài nó không hết mọi người ơi. Nhưng mà khi mà đúng món á, thì mình mới đem dưa kiệu ra mình ăn được ha mọi người ha. Chứ nếu mà không muốn đúng món á, thì đâu ăn được. Thì cái món thịt kho rượu của mình ăn với rau gì cũng được mọi người. Chuối này ha, nếu mà có chuối sống là càng ngon. Ở đây mình không có chuối sống nha. Rồi mình ăn với đậu rồng nè, rồi rau nhút, rau muống, nói chung là tất cả các loại rau ăn sống á, mình đều ăn được với cái món thịt kho rượu này hết. Rồi bây giờ mình mời mọi người nha, mọi người cùng ăn với mình nha. Đây là một cái trứng cút mọi người. Khi kho trong cái trứng cút này mình để vào và kho cho tới xong á là khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì cái trứng cút của mình mọi người thấy cái màu nó rất là đẹp ha. Mình để sau cái trứng hột vịt đó là 2 tiếng đồng hồ mọi người. Tại vì trứng cút nhỏ và kho xong thì cái màu nó giống nhau ha mọi người thấy không, cái màu trứng cút và màu hột vịt nó giống nhau luôn. Còn nếu mà mình để cùng một lúc với hột vịt á, thì kho xong cái trứng cút của mình á, nó sẽ cái màu nó sẽ đen, nó đen, nó không đẹp mọi người, nó rất là đen, tại vì nguyên nhân là nó bé quá cho nên mình phải để sau nha. Đây mình mời mọi người nha. Trứng cút nó thấm rất là ngon mọi người, thấm rất là ngon luôn. Kho xong thì mọi người cứ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình thôi, nó mặn ít hay nhiều hay là nó ngọt ít hay nhiều gì đó.
Thì ngày hôm qua khi mình ướp thịt với cái liều lượng như vậy ha, và khi mình kho thịt nó tới nó đạt rồi đó, thì mình có thêm vào đây khoảng 2 muỗng đường cát nữa, và nửa khoảng 2 muỗng canh nước mắm nữa mọi người. Cái đó là cái khẩu vị của mình nha. Đây là dưa cải. Mọi người nghe cái độ giòn của dưa cải không? Rất là giòn luôn. Lý do là mình đã để vào tủ lạnh từ sáng tới chiều luôn à. Dưa kiểu mình vẫn còn giòn, vẫn còn ngon như ngày mới làm, không có gì thay đổi hết. Cái món này mọi người, cái món thịt kho gẹo của mình mà ăn với dưa cải là số 1 nha mọi người. Nếu mình kho thịt kho gẹo á mà không có dưa cải á, là một cái thiếu sót rất là đáng tiếc luôn. Ăn với dưa cải là ngon nhất. Dưa leo cũng rất là, ăn với thịt kho gẹo cũng rất là xuất sắc. Mà nếu mà có chuối sắm á mọi người lại càng tuyệt vời nữa ha. Ngon quá. Thì mình kho xong á thì cũng chiều luôn mọi người, tới giờ cơm chiều luôn. Cái món ăn này á mình nhìn thấy tuy là nó rất là đơn giản ha, cách nấu nó đơn giản lắm, nhưng mà nó cũng khó lắm nha mọi người, chứ nó không phải dễ nha. Thấy nó đơn giản vậy đó nhưng mà rất là khó. Nó phải có nhiều yếu tố. Thì cái nồi thịt của mình nó mới thành công được nha mọi người nha. Mình cũng đã từng chỉ rất nhiều người rồi, nhưng họ kho không được đẹp và không được ngon như của mình, thì họ lại tưởng là mình giấu nghề. Sao mà bạn chỉ mình làm mà mình làm nó lại không ngon vậy hết. Mình nói với mọi người là vậy đó, nấu ăn mình phải đặt hết cái tâm của mình vào, mình phải đặt hết cái tâm của mình vào trong cái món ăn đó, thì cái món ăn của mình á nó mới ngon và mới đẹp được như mọi người. Chứ không phải mình nấu ăn chỉ bằng một cái kiểu mà gọi là sơ sài á là không được. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha mọi người. Và mọi người nếu yêu thích kênh của mình á, thì xin mọi người hãy nhấn đăng ký và hãy nhấn vào cái chuông để khi mình có ra video mới thì nó sẽ báo cho mọi người biết nha. Và đến đây thì mình cũng xin kết thúc video của mình. Mọi người nếu yêu thích hãy cho mình ngón tay đẹp nha, và hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng biết đến kênh của mình để mọi người cùng vào xem, và để mọi người có thể nhìn theo cách mình làm và làm được những món ăn ngon cho gia đình nha mọi người. Bye bye. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.